Trung Quốc là phía bên này, còn đây là phía Việt Nam. Hai em đi chậm thôi. Con bảo hai em đi chậm. Xấu đấy, xấu, 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 xấ
đúng không? Chị Lân dắt cẩn thận nha. Chị Lân ơi, dắt cẩn thận, ướt máy đấy. Bố Khoa đâu rồi? Ướt máy em nhỉ? Nguy hiểm lắm nhỉ, các bạn đi phải cẩn thận nhá. Đây này, chị Sumo bị xước chân đây này, xương hết cả chân rồi. Hôm nay mình sẽ đi thử cầu treo, lần đầu tiên mình đi luôn. Bây giờ mình sẽ đi nhé. Đi lần đầu tiên mình đi mình rất là run luôn các bạn ạ. Báo bắt qua cái bàn kia đưa tay lên đeo bộ kia chán đấy. Mình cũng đến nơi rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp bạn kia nhé. Các bạn ơi, vậy là mình sẽ chơi thì trò chơi hồi xưa của bố mình nhé. Các bạn thấy hoa hướng dương có đẹp không? Nếu các bạn thấy đẹp thì hãy like, share kênh của mình nhé. Lúc nhấc lên nó tự do thử xuống nữa nhá, không biết là mát đến mức thử xuống nhá.